Như vậy là cái người mà đã gọi là cướp cái nụ hôn đầu đời trên màn ảnh ấy của Diễm ấy. Không không, đã hôn đâu ạ? Chưa hôn à? Không, hôn ở góc máy. Đây chị nói điều đấy. Hả? Hậu trường thế là điều. Thế là điều. Mình hôn đầu tiên đấy. Em chết rồi. Ôi. Rồi trời. Bất ngờ thế này. Chào anh. Chào em. Trời ơi. Chị đang định nói xấu. Là nói xấu, định nói xấu cái gì nào? Định nói xấu. Em nói nữa. Trên đoạn phim vừa rồi anh thấy rõ ràng là có hôn mà Diễm bảo không phải. Nói chung là em nghĩ rằng rất nhiều người đàn ông, không chỉ riêng những diễn viên tụi em, mà ai cũng có một cái khao khát được có một cái nụ hôn nào đó với chị Diễm. Không, em nói thật sự, không phải là em tô không, vẽ gì cả. Thôi, em nói thế anh hiểu rồi. Vâng, thì, nhưng thực sự là cũng là để trêu chị thôi. Chứ còn cái phân đoạn ở trong cái phim Hướng Dương Ngược Nắng đấy thì như chị Diễm nói, nó là do góc máy. Chồng giả tạo một cách vô cùng. Đấy, anh quay phim anh hôn nhé, anh nghe tiếng anh không? Diễm thử nào. Lên cái tay đây. Tay đấy, đúng không? Hôn như này thật là tôi hôn 15, 20 cô, 30 cô cũng được. May! Thế mà ông Đàm cũng chịu nhỉ? Thì cũng đành thôi anh. Giả vờ còn hơn là không có. Quay cái đấy là em cũng hơi bị hồi hộp. Rất là căng thẳng. Các bạn nữ diễn viên khác thì không sao. Với chị Diễm có một cái gì đấy nó... Có một cái gì đấy nó... Tại chị lớn tuổi quá chứ. Không. Thực ra thì em thường thì với phụ nữ thì ai em cũng ngại cả. Nhưng mà chị thì em đặc biệt ngại hơn. Em là cũng có giống anh đấy, anh cũng ngại gặp phụ nữ. Các nhà làm phim của Ấn Độ ấy, họ cũng có một cái cách quay cảnh hôn này mà có lẽ là các anh chị ở VFC ấy, hoặc những người làm phim ấy, cũng có thể tham khảo được đấy. Đấy. À, người thấy không? Đây là kỹ xảo đấy. Đây gọi là hôn kỳ à? Xong là về họ ghép vào đúng không? Hôm nay cái này phù hợp với em. Anh nghĩ là mỗi lần đi quay chỉ nên có một quả bưởi. Diễn thấy không? Bây giờ không ngại nữa nhé. Có kỹ xảo. Mà trông diễn lên trên phim là cũng như thật luôn. Không, như Đam là Đam không thích này đâu anh. Thì Đam không thích đâu, anh không thích. Quên, anh không phải diễn viên. Bởi vì sorry, riêng Đam là phải có cảm xúc. Phải thật. Đúng rồi, phải thật. Đúng không Đam? Cái gì vậy? Bây giờ xem lại vẫn xấu hổ à? Lúc này có hồi hộp lắm không? Thực ra thì làm nhiều lần quá là... À, hôn nhiều lần. Đam ơi, anh hỏi này, cái phân cảnh này phải đóng mấy lần? Quay 3 lần, bởi vì là không phải là do là diễn viên làm lỗi, mà là do cái ý đồ của đạo diễn mà quay phim là muốn lấy các góc nhiều khác góc. Nhau. Chia làm 3 lần. Đến khi mà lên về xem dựng ấy, thì là tất cả mọi thứ nó... Anh thấy rất ổn. Dạ. Rất ổn. Em cũng không nghĩ rằng em làm được như này. Gây chuyện xong rồi bỏ trốn à? Anh gây chuyện gì ạ? Ngày thường nhớ. Rất lãng mạn, nó ra được tinh thần của cái đoạn ấy cần phải nói. Vâng. Cái đấy là cái quan trọng. Là một người bạn đồng nghiệp, một người em trong nghề đúng không? Thì Đam nhận xét thế nào về Hồng Diễm nào? Thẳng thắn đi nào. Thực ra thì... Cả chê cả khen nào. Việc đầu tiên là em thấy chị quá đẹp. Cảm ơn em. Việc đầu tiên đấy là quá đẹp. Sau đó thì các bạn trẻ hơn thì cũng có những cái để mà nhìn và căn vào đó để mình học hỏi về cái tinh thần làm việc rồi trách nhiệm làm việc của chị Diễm. Đôi khi cũng có những cái em cũng từng diễn với chị một số những cái phân đoạn tạo cho em rất nhiều những cái cảm xúc mà mình là cảm xúc thật, có những cái cảm xúc về cái nội tâm của cái nhân vật đấy. Chị, nó đẩy được lên đó. Mình đẩy được cả nó lên và chị cũng tương tác ăn nhập vào cùng nhau. Như ở cái cảnh mà ô tô ấy, thì em bám vào ô tô, nhẽ ra thì mình chỉ cần làm giả thôi, không hiểu sao lúc đấy diễn cùng với chị thì mình cứ phải nắm thật, và thậm chí là chị đi rồi mà em vẫn bám, tí là em bị ngã.
Ừ. Nhưng mà mình thấy là ở đấy cái cảm xúc nó vẫn phải đầy đầy như thế. Như gọi là ra tinh thần đấy. Dạ. Em làm việc với Đam em cảm nhận là Đam đã làm cái gì là làm rất là thật. Trong cái quá trình diễn ý, Đam rất cần cái sự tung hứng của bạn diễn. Có thể là lúc tập bạn ấy không làm thế đâu, nhưng mà khi mà diễn bạn ấy sẽ có vài cái mimic nó sáng tạo. Cần cái bạn diễn phải ăn xăm ở cái đấy.